Torre. Ăn không? Thì có chi đâu mà không nghe. Con này chắc không dám ăn này, sợ. Anh ăn không? Hả? Mất mất đấy á? Thế cắn vào câu lưới câu chưa? Ở đây em lôi về được một đoạn thì nó tuột đi. Tầm 2-3 lạng gì đấy. Ăn không luôn.